Labo Pro 31, đây là chai mình đã sử dụng rồi nha các bạn. Thì cái mùi hương này thật sự là dành cho nam và nữ luôn, và nó không, mình không tài nào mình hiểu nổi. Đây là cái mùi hoa hồng, nhưng mà nó lại kết hợp với gỗ và gia vị, nó quấn quýt ở trên da của mình nè. Nhưng mà khi mà tiếp xúc với cơ thể của nam giới á, thì cái hương thơm nó sẽ trở nên rất là cá tính và quyến rũ, còn da trên da của nữ thì nó hóa thành gợi cảm và rất là dịu dàng. Nó giống như là cảm thấy một cái sự lãng mạn, nó vừa xuồng xã nè, mà tự nhiên nó dẫn dụ và nó phảng phất, nó quấn quýt và khiến người ta tò mò háo hức, đem lại cái cảm giác rất là dễ chịu. Mình có cả một bộ sưu tập luôn đó nha, rất là thích.